Chào mọi người, lại là mình đây nha mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và bình an nha mọi người. Rồi hôm nay mình quay lại cảnh lau lá dong chuẩn bị làm gói bánh chưng nha mọi người. Rồi đang này, cái này là rửa nè. Rửa lá dong nè, cái này là đã rửa rồi nè. Cái này đang chuẩn bị rửa nè. Đó, cái này là đang vừa mới mua nè. Đó. Đây một bó nè, bó này bao nhiêu lá mẹ? Bó 70. Một bó này bao nhiêu lá? 50 lá. Một bó này 50 lá nha, 70 ngàn nha mọi người. Còn đây là dây lạc để dùng gói bánh nha mọi người. Lá này còn tươi đẹp lắm nha mọi người. Rồi Cà Mau, Sài Gòn về Cà Mau cái lau lá nha mọi người. Sài Gòn về quê lau lá dong nha mọi người. Cái này lá này còn dơ nè, lau chưa kỹ nè. Đó. Đó cái này lâu bị sót lá đó mọi người. Đây. Đây cô thôn nữ lau lá dong nha mọi người. Cô thôn nữ. Cô thôn nữ tóc bạc trắng lau lá dong nha. Đó. Đó, nhìn đã ha mọi người. Rồi. Nè lạc nè. Còn một bó trong nhà nữa để mình vô mình quay nha mọi người. Nhà mình nó hơi bừa bộn chút xíu ha. Đây. Tối chỗ này hơi tối. Nè. Đây nha, cái này cũng xí cũng lau luôn nha mọi người. Nè. Lau cùng lúc luôn. Rồi bây giờ mình quay đến đây rồi đó mọi người. Rồi giờ mình buông điện thoại xuống mình lau phụ mẹ mình nha. Rồi cho mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.